Chị em, tôi xin giới thiệu sẽ hướng dẫn 3 ngày tĩnh tâm cho anh chị em trong mùa chay thánh này. Đó là cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, phó giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, tức là dòng Chúa Cứu Chuộc. Ngài rất hân hoan đến đây để hướng dẫn tĩnh tâm cho anh chị em. Chúng ta vỗ chẳng pháo tay để chúc mừng Ngài. Giáo sư chúng ta cũng rất là đặc biệt, dòng Chúa Cứu Thế cũng đặc biệt cho giáo sư chúng ta. Cái mùa vọng vừa qua thì chính cha giám tỉnh tới đây để hướng dẫn tĩnh tâm cho anh chị em 3 ngày. Cái mùa chay thì cha phó giám tỉnh đến đây hướng dẫn cho anh chị em. Đấy là một hồng ân Chúa ban. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho cha giảng tĩnh tâm cho chúng ta hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu ở đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, người đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải chịu nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói: đây là bà Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ y như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn của đàn bà con nít nên không tin. Dẫu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, mùa chay là mùa chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ phục sinh. Cho nên trong 3 ngày này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Chúa Giêsu có sống lại thật không? Và ngày mai chúng ta sẽ nói tới Thiên Chúa đưa chúng ta qua sự phục sinh của Chúa Giêsu vào trong Thiên Chúa bằng con đường nào? Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau ta phải làm gì để mãi mãi nơi ta có Chúa và mãi mãi nơi Chúa có ta. Vậy Chúa Giêsu có sống lại thật không? Câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra trước khi đặt vấn đề Chúa Giêsu có sống lại thật không, thì ta thử hỏi xem Chúa Giêsu có thật không. Nếu có ai hỏi chúng ta Chúa Giêsu có thật không, thì khỏi phải trả lời với họ có hay không, bảo họ về mở từ điển danh nhân thế giới ra. Chúa Giêsu có tên trong cuốn từ điển ấy, mà cái từ điển ấy chỉ nói tới những nhân vật lịch sử, tức là những người có thật. Vấn đề thứ hai khó hơn,
Chúa Giêsu có sống lại thật không? Thế có ba yếu tố cho thấy rằng Chúa Giêsu sống lại thật. Yếu tố thứ nhất chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại. Ngày thứ nhất trong tuần các bà đạo đức đi ra mộ Chúa Giêsu. Và các bà tới nơi thì thấy hòn đá đã văng ra khỏi cửa mộ rồi. Nhìn vào trong mộ các bà không thấy xác Chúa đâu. Lại thấy có hai người mặc áo trắng bảo với các bà: sao các bà lại tìm kẻ chết ở nơi người sống, tìm người sống ở nơi kẻ chết thế này? Thế là các bà đi về báo tin cho các tông đồ. Nhưng mà các tông đồ bảo đấy là chuyện vớ vẩn, không tin. Nói thế thì nói, nhưng Thánh Phêrô cũng đi ra mộ. Và Thánh Phêrô cũng thấy y như là những gì các bà thấy. Đặc biệt ông thấy tấm khăn liệm xếp lại để riêng ra, chứ không để chung với các giải băng. Như vậy thì cái sự kiện của ngày thứ nhất trong tuần, ngôi mộ chôn xác Chúa Giêsu, không còn xác Chúa Giêsu trong đó. Hiện nay thì chúng ta còn giữ được tấm khăn liệm. Tôi cũng chẳng biết tại sao ai giữ tấm khăn liệm, mà các tác giả tin mừng chẳng ai kể là bà nào hay ông nào đã mang tấm khăn liệm về. Ta chỉ biết một chuyện là ta giữ cái tấm khăn liệm ấy, mà giữ được tấm khăn liệm, tức là cái tấm khăn phủ mặt Chúa Giêsu ấy mà. Nếu ta còn giữ được cái tấm khăn liệm này thì cũng công phu lắm. Tại khi Chúa Giêsu vừa sống lại thì các tông đồ đi loan báo tin mừng, bị người Do Thái bắt, cấm không được nhân danh Chúa Giêsu giảng. Các ông cứ giảng. Rồi 21 năm sau, năm 54, đế quốc Roma chính thức bắt bớ hội thánh. Các Kitô hữu đầu tiên cùng với các tông đồ cứ phải trốn chui trốn nhủi ở các nghĩa trang của người Roma. Ai giữ tấm khăn liệm này? Chẳng ai nói. Nhưng khi hội thánh không còn bị cấm cách bắt bớ nữa thì cái tấm khăn liệm vẫn còn, được để kỹ lắm. Và người ta cứ sầm sì mãi. Có người bảo đó không phải là khăn liệm của Chúa Giêsu, người khác lại bảo đó là khăn liệm của Chúa Giêsu. Năm 1978, khi Đức John Paul thứ hai lên làm giáo hoàng, thấy người ta cứ bàn tán về cái tấm khăn liệm ấy, cho nên Ngài cho người ta nghiên cứu. Và đương nhiên các kết quả nghiên cứu người ta tung lên các phương tiện truyền thông xã hội, đưa lên báo chí. Báo Việt Nam có hai tờ báo đăng. Một tờ báo Tuổi Trẻ đăng vào năm 1985. Chính tôi đọc. Năm ấy tôi vẫn còn đang ở Bà Rịa. Và trên xe mà thời đó các ông bà lớn tuổi một chút thì thấy cái thời đó không có xe như bây giờ đâu. Xe chạy bằng than. Thế xe than là cái xe chạy từ Bà Rịa Long Điền, Bà Rịa Sài Gòn có 100 cây số thôi, chạy 6 tiếng đồng hồ, chậm hơn xe đạp. Thế tôi lên xe, tôi mua tờ báo. Và khi tôi mở, tôi vừa lên xe thì tôi mở tờ báo đó. Ở trang giữa nó có một cái tựa đề hấp dẫn: bí mật của tấm khăn liệm thành tuy rằng. Tôi mở ra tôi đọc thì nó kết luận như thế này: tấm khăn liệm này là tấm khăn liệm của một người chịu đóng đinh thập giá thế kỷ thứ tư, chứ không phải tấm khăn liệm của ông Giêsu. Nhưng mà báo nhà nước viết thì tôi cũng chẳng tin. Nhưng mà tôi cũng chẳng nghĩ gì. Tới năm 1994, 9 năm sau, khi máy photocopy của nhà dòng chúng tôi bị hư, tôi phải mời thợ vào sửa. Chả lẽ cứ đứng sát theo anh ấy thì xúc phạm tới anh quá, mà không theo lỡ mất một cái gì thì cũng không biết phải nói thế nào. Cho nên máy sửa chỗ kia, đây có cái bàn, tôi ngồi đây. Bàn này không phải bàn làm việc của tôi, phòng tôi, phòng làm việc của tôi bên cạnh. Thế phòng này, bàn này là bàn của cha Hiệp. Cho nên tôi thấy có một chồng sách, tôi nhấc một cuốn lên, tờ Thế Giới Mới. Và mở trong cái tờ Thế Giới Mới ấy, tôi cũng tình cờ, tôi chứ chẳng tìm kiếm gì, mở ra thấy cũng một cái bài báo: bí mật của tấm khăn liệm thành tuy rằng. Tôi mở ra đọc hết bài báo ấy. Và trong bài báo ấy nó kết luận thế này: dựa vào khảo cổ học, dựa vào vi tính, dựa vào hóa trị, cái khoa hóa học,
người ta kết luận rằng tấm khăn liệm này là tấm khăn liệm của Chúa Giêsu. Như vậy thì nếu hôm nay mà chúng ta còn giữ lại được tấm khăn liệm của Chúa Giêsu, tuy chúng ta chưa thể bảo rằng vì ta giữ được tấm khăn liệm của Chúa Giêsu cho nên Chúa Giêsu sống lại, nhưng ta cũng phải nói thế này: nếu cái tấm khăn liệm này là tấm khăn liệm của Chúa Giêsu thật, mà phải là của Chúa Giêsu thật thì ta phải giữ, chứ của người khác người ta giữ làm gì. Nếu ta còn giữ được tấm khăn liệm này thì chắc chắn có một cái gì đó đã xảy ra cho cái chết của Chúa Giêsu. Bởi nếu Chúa mà chết luôn, không có ai giữ cái tấm khăn liệm mới làm gì. Tôi nói ví dụ như là tôi có chết mà người ta có thương tôi, có ngưỡng mộ tôi đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ khi trước khi đưa tôi vào trong quan tài lại lột cái khăn phủ mặt tôi ra bảo mang về kỷ niệm. Lỡ mang về mà đêm đêm nghe ông giảng ở trong khăn thì không biết chạy đường nào. Vậy thì cái ngày sự kiện của ngày thứ nhất trong tuần đó là ngôi mộ chôn xác Chúa, không còn xác Chúa trong đó. Và tiếp sau đó là những lần Chúa hiện ra. Chúa hiện ra như là bà, như là Thánh Gioan kể, thì Chúa hiện ra cho bà Maria Magdala. Cho đối với các tin mừng nhất lõm thì Chúa hiện ra cho các bà đạo đức. Thánh Luca còn thêm Chúa hiện ra cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Thánh Phêrô, Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 15 nói như thế này này: tiên và mọi sự tôi truyền cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Giêsu Kitô đã chết đúng như lời Kinh Thánh, Ngài đã sống lại đúng như lời Kinh Thánh, Ngài đã hiện ra cho Kê-pha, tức là Phêrô, tiếng Do Thái là Kê-pha, cho nhóm 11, cho các bà đạo đức và cho hơn 500 anh em khác. Đại đa số cho đến nay vẫn còn sống, nhưng có một số người đã an giấc, và cuối cùng Ngài đã hiện ra cho tôi như là một đứa con sinh non. Như vậy thì theo chứng từ của Thánh Phaolô, Chúa Giêsu không chỉ hiện ra cho các tông đồ, cho các bà đạo đức, mà Chúa còn hiện ra cho hơn 500 người. Vậy làm sao ta biết cái người hiện ra là Chúa Giêsu? Có hai yếu tố để ta khẳng định rằng người hiện ra là Chúa Giêsu chứ không phải là ai khác. Thánh Gioan kể Chúa Giêsu hiện ra cho các tông đồ khi các ông đang ở trong phòng tiệc ly á, thấy Chúa các ông hoảng hốt, và Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn, các ông vui mừng vì thấy Chúa. Thưa anh chị em, thời Chúa Giêsu người ta đóng đinh này, là người ta đóng đinh cứ để đấy, chứ không có đánh, không có đánh đập gì đó, cứ để đấy, cứ để cho họ quằn quại trên thập giá 8-9 ngày, có người thì 11-12 ngày mới chết. Để đó, để cho những người làm gương cho những người khác, thấy những người này khốn khổ quá để không phạm tội chống lại đế quốc. Có lẽ Chúa Giêsu là người duy nhất vừa bị đóng đinh, vừa bị đâm thủng cạnh sườn. Sở dĩ người ta đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu là vì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chết rồi. Họ thấy Chúa Giêsu đã chết cho nên đâm phát cho chết luôn. Nhưng cũng rất có thể có một người nào đó cũng chịu đóng đinh rồi cũng bị đâm thủng cạnh sườn thì sao? Cho nên yếu tố thứ nhất đó là các cái vết đinh của cuộc khổ nạn vẫn còn. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai quan trọng hơn nhiều. Nếu không có yếu tố thứ hai thì ta sẽ không thể xác định Chúa Giêsu sống lại được. Đó là kỷ niệm xưa vẫn còn. Không có kỷ niệm xưa thì sẽ không thể xác định người hiện ra là Chúa Giêsu. Chúng ta còn nhớ Thánh Gioan kể thế này: bà Maria Magdala có một mình đi ra mộ thôi, và trên đường đi bà tự hỏi ai sẽ lăn cái hòn đá đó ra khỏi mộ cho mình. Bà tới nơi thì bà ngạc nhiên, sớm lắm mà sao hòn đá đã văng ra khỏi mộ rồi. Bà nhìn vào trong mộ thì thấy cái khăn phủ mặt, khăn liệm của Chúa Giêsu gấp lại đàng hoàng, không để chung với giải băng. Bà chạy về báo tin cho các tông đồ. Phêrô và Gioan chạy ra. Phêrô chạy sau, Gioan tới trước không vào. Phêrô tới sau đi vào. Và sau đó Gioan cũng theo vào. Và các ông thấy y như những gì bà Maria Magdala kể,
các ông đi về. Còn Maria vẫn ở lại đi tìm Chúa. Bà lúc này bà lại nhìn vào trong mộ và bà thấy có hai người mặc áo trắng, một người đứng ở phía chân, một người đứng ở phía đầu nơi đã đặt thi hài Chúa Giêsu. Họ hỏi bà: này bà kia, sao bà khóc? Bà ấy bảo: người ta lấy mất xác thầy tôi rồi mà tôi không biết người ta để đâu. Đang nói chuyện với hai người ở trong mộ, chẳng hiểu vì lý do tại sao bà lại ngoái cổ lại đằng sau, thấy Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu hỏi bà một câu dài lắm: này bà kia, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà không nhận ra. Chúa gọi có mỗi câu thôi: Maria. Bà nhận ra Chúa Giêsu ngay và bà chạy vội lại đến bên Chúa Giêsu. Chúa bảo: đừng có đụng vào thầy, vì thầy chưa về cùng Cha, nhưng hãy đi báo tin cho anh em thầy biết. Thầy về cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em, về cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em. Thế tại sao nói một câu dài như thế này không nhận ra mà gọi có mỗi tiếng là nhận ra ngay? Thế tại vì khi Chúa Giêsu còn sống thì chỉ có mình Chúa Giêsu gọi bà theo kiểu ấy thôi. Cho nên hôm nay mà được gọi tên như thế đúng thầy, không chạy đi đâu được. Tôi nhớ năm 1974, tháng 3 năm 1974, tôi rời bỏ tiểu chủng viện Xuân Lộc. Ngày 31 tháng 7 năm 1974, tôi gia nhập dòng Chúa Cứu Thế. Lúc bây giờ tôi chỉ có 41 ký thôi, bây giờ tôi 70 ký. Bỏ đi 29 ký của cái con người này thì chỉ còn là một cái anh thanh niên mỏng, gầy sọn. Và vì tôi gầy cho nên nhìn vào mặt tôi không có thấy thịt, chỉ thấy mỗi cái trán nó rô ra. Mà không biết là anh em cùng lớp tôi, người ta thấy cái đầu tôi như thế nào mà nó đặt cho tôi cái tên là Thông Đầu Vồ. Thế là từ đó trở đi tôi được mang tên là Thông Đầu Vồ. Nhưng mà anh em chúng tôi chỉ ở với nhau từ tháng 8 năm 1974 cho tới tháng 4 năm 1975. Đầu tháng 4 năm 1975 chúng tôi phải ai về nhà đấy, bởi vì tình hình chiến sự càng lúc càng bi đát. 25 năm sau năm 2000, một anh bạn cùng lớp tôi ở Sài Gòn cưới vợ cho con, và anh mời tôi chứng hôn cho hai đứa rồi. Anh nói với tôi chiều nay tiệc cưới thì xin mời cha ra sớm một chút để cha chúc lành của anh cho các cháu. 5:30 khai tiệc, 5:30 tôi tới, trống trơn, không hề có một người nào, toàn bàn với ghế. Nhưng mà ở xa xa kia có một anh, nó ngồi đấy, nó thấy tôi thì nó nhìn, xong nó lại quay đi chỗ khác. Thế anh bạn tôi kêu mời cha ra ngồi với cái bàn có cái anh ấy. Tôi ra tôi ngồi thì tôi cũng gật đầu tôi chào anh. Cho nên gật chào anh xong rồi tôi cũng bắt tay. Sau đó tôi ngồi tôi soạn bài giảng. Tôi đang soạn bài giảng thì tôi thấy cái anh kia kìa. Lâu lâu anh lại lén lén anh nhìn tôi, xong anh quay đi chỗ khác, anh tủm tỉm anh cười. Tôi lấy cái khăn tôi lau mặt, sợ mặt mình có lọ nồi, lau sạch lắm. Rồi tôi lại tiếp tục ngồi em soạn bài giảng. Cái anh kia lại cứ lén lén nhìn tôi rồi lại quay đi chỗ khác tủm tỉm cười. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư là tôi hơi bực. Tôi ngồi thẳng để coi anh khỏi quay đi. Thế tôi vừa ngồi thẳng thì anh quay tới, anh thấy tôi đụng mặt anh. Anh nhìn tôi một lúc rồi anh nghe buột miệng: Thông Đầu Vồ. Thế là tôi biết chắc anh chàng này cùng lớp tôi ở dòng Chúa Cứu Thế là chắc chắn. Vì Thông Đầu Vồ, nó gọi tôi là Thông Đầu Vồ, cho nên tôi cũng nhìn nó từ đầu đến chân. Ngày xưa nó gầy hơn tôi, bây giờ nó mập hơn tôi, cho nên tôi không nhận ra nó. Một lúc sau tôi mới nhận ra nó là Vũ Thế Cường. Đấy, kỷ niệm xưa làm cho chúng tôi nhận ra nhau. Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa gọi mỗi một câu thôi: Maria. Bà nhận ra Chúa Giêsu ngay. Kỷ niệm xưa vẫn còn, không có kỷ niệm này thì sẽ không thể xác định rằng Chúa Giêsu đã sống lại được. Thế cái kỷ niệm xưa thứ hai, Thánh Luca kể: ngày thứ nhất trong tuần,
các bà đi ra viếng mộ Chúa rồi, rồi đi về báo cho tất cả mọi người biết Chúa không còn trong mộ. Có hai thiên thần hiện ra bảo rằng Chúa đã sống lại. Hai ông này nghe rõ lắm, lại còn nghe phong phanh đâu Chúa hiện ra cho Thánh Phêrô nữa cơ, nhưng mà vẫn cứ đi về. Mà bỏ nhà ra đi 3 năm rồi, bây giờ về không biết còn nhà không, cho nên vừa đi vừa buồn, chẳng ai nói chuyện gì với ai. Thế các ông đang buồn như thế thì Chúa tắp lặng, Chúa nhập cuộc với các ông. Chúa hỏi này, hai ông đi đâu, có chuyện gì mà buồn thế? Họ chỉ mặt Chúa Giêsu bảo rằng có lẽ ông là người duy nhất ở Jerusalem không biết những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Chúa Giêsu hỏi chuyện gì thế? Họ bảo chuyện liên quan tới ông Giêsu. Tức cười, chuyện liên quan tới ông Giêsu mà dám chỉ mặt ông Giêsu, ông không biết chuyện gì. Khi nào người ta vẫn để Chúa như là người ngoài cuộc thì người ta không gặp Chúa phục sinh được. Phải để Chúa nhập cuộc vào trong cuộc đời của mình thì ta mới gặp được Chúa phục sinh. Hôm nay hầu như người Công giáo của chúng ta vẫn coi Chúa là người ngoài cuộc. Chúa ở đây này. Và nhiều khi chúng ta nói với Chúa, rước lễ xong tới nói với Chúa, Chúa ơi, Chúa, con tội lỗi khốn cùng vô cùng, vậy mà Chúa đã hạ cố đến với con nội, Chúa ơi, con cảm động lắm, còn gì sung sướng bằng. Nhưng mà bây giờ con phải đi chợ rồi, thôi Chúa chịu khó, Chúa ra nhà tạm Chúa ở đi. Nhà tạm này dù sao đi nữa cũng mát mẻ lắm. Còn Chúa đi với tụi con, trời ơi, bụi bặm, đường xá xe cộ chật trội, khổ lắm, nắng nôi vất vả. Với hơn nữa Chúa mà đi theo tụi con, Chúa bảo tụi con làm cái này, tụi con không làm, thế là Chúa buồn, tụi con cũng buồn. Chắc ăn nhất Chúa lên nhà tạm Chúa ngồi, chiều tụi con lại hát kinh cho Chúa nghe, thế là cả hai cùng có lợi. Ra khỏi nhà thờ, đường ta đi, đường Chúa đi, tình nghĩa giữa ta với Chúa chẳng có gì. Chúng ta vẫn coi Chúa là người ngoài cuộc. Mà bao lâu ta còn coi Chúa là người ngoài cuộc thì ta không nhận ra Chúa được. Các ông coi Chúa là người ngoài cuộc và Chúa cứ nhập cuộc. Chúa đi, Chúa nói chuyện với các ông, mà nói chuyện 11 cây số. Muốn đi được 11 cây số thì phải đi 2 tiếng, nói 2 giờ đồng hồ. Các ông cảm thấy những gì Chúa Giêsu nói, các ông đang thất vọng. Nghe những gì Chúa Giêsu nói, các ông cảm thấy tràn trề hy vọng. Các ông đang buồn, nghe những gì Chúa Giêsu nói, cảm thấy vui hẳn lên. Nhưng mà đến làng các ông định đến thì Chúa Giêsu làm bộ đi xa hơn. Thế là các ông nài ép, ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế là Chúa đi ở lại. Và theo tục lệ, theo tập tục, khi có khách thì chủ phải đãi. Mà đãi khách thì chủ phải tạ ơn, phải đọc kinh, chứ khách không được đọc kinh. Thế các ông ấy nể phục Chúa Giêsu quá, không thể thiếu Chúa Giêsu được. Cho nên Chúa Giêsu, các ông mời Chúa Giêsu tạ ơn, và Chúa cầm bánh lên Chúa tạ ơn, mắt các ông sáng ra. Các ông nhận ra Chúa ngay. Chỉ có thầy tạ ơn theo kiểu đó, không ai tạ ơn theo kiểu của thầy. Như vậy thì kỷ niệm xưa vẫn còn. Và khi Chúa, các ông vừa thấy Chúa thì các ông không thấy. Các ông vừa nhận ra Chúa thì các ông không thấy Chúa nữa. Vậy lúc đó Chúa đi đâu? Ông cha Henry Nguyen là một trong những nhà linh đạo lớn của Hội Thánh Công giáo trên toàn thế giới. Trong cái cuốn Với những tâm hồn bừng cháy, giải thích thế này: khi các ông vừa nhận ra Chúa thì các ông không thấy Chúa nữa, tại lúc đó Chúa nhảy vào trong lòng các ông rồi. Còn các nhà chú giải khác thì chú giải thế này: Chúa Giêsu vẫn ở với các ông, cũng như hôm nay Chúa vẫn ở với ta. Khi nào Chúa cho chúng ta thấy thì ta thấy, còn khi nào Chúa không cho ta thấy thì ta không thấy. Nhưng Chúa vẫn ở với ta và vẫn ở trong ta. Vậy thì có hai yếu tố: ngày thứ nhất trong tuần, ngôi mộ chôn xác Chúa, không còn xác Chúa trong đó, và những lần hiện ra cho chúng ta thấy rằng rõ ràng Chúa Giêsu đã sống lại. Thiếu một trong hai yếu tố này thì không thể khẳng định rằng Chúa sống lại được. Nhưng mà có người bảo: này ông kể hay quá, mà ông dựa vào đâu đấy? Bảo tôi dựa vào đấy chứ dựa vào đâu. Nhưng mà nếu ông Giêsu không sống lại, rồi mấy cái ông viết tin mừng ấy,
phịa ra bảo rằng ông sống lại thì sao? Cho nên chúng ta phải có yếu tố thứ ba, đó là sự thay đổi thái độ ở nơi các tông đồ. Ta nhớ là khi ở trong dinh của Caipha, Thánh Phêrô đứng sưởi và có một người chỉ mặt Thánh Phêrô bảo rằng ông là đệ tử của Giêsu. Phêrô chối ngay, không phải. Rồi ông từ ông đi ra ngoài cổng để đi về. Có người chặn ông lại. Chúng tôi thấy ông ở trong vườn rõ ràng, đúng không rồi? Phêrô bảo không phải. Ông gần ra tới cổng thì có một người chặn ông lại. Ông là người Galilê, đúng không rồi? Phêrô bảo ông nói gì tôi không hiểu, không phải. Phêrô đã chối Chúa 3 lần trong một đêm. Nếu không có sự việc gì xảy ra thì chắc có lẽ Phêrô cũng chìm vào quên lãng, chẳng ai nhắc tới ông. Đây chỉ một ít ngày sau thôi, chính ông người chối Chúa 3 lần đứng trước công nghị Do Thái tuyên bố Đức Giêsu người Nazareth, anh em đã cho dân ngoại đóng đinh vào thập giá, đã sống lại, đã hiện ra cho chúng tôi đã được ăn uống với Ngài. Họ tức quá, họ đánh. Từ nay không được nhân danh Giêsu mà giảng nữa. Ông cứ giảng, ông bảo rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Rồi ông cứ giảng, họ không chịu nổi nữa, quyết định giết. Và khi quyết định giết như thế, Thánh Phêrô nói với họ: các ông có muốn giết tôi thì giết, nhưng khi giết tôi thì làm ơn treo tôi lên thập giá, thì làm ơn dốc ngực đầu tôi xuống, vì tôi không xứng đáng chết cái chết của thầy tôi. Không phải chỉ có một mình Thánh Phêrô chết, 12 tông đồ đều chết. Và Việt Nam ta có 130.000 người chết để làm chứng rằng Chúa đã chết và Chúa đã phục sinh. Không ai ngu dại gì lấy mạng sống mình ra để làm chứng cho một điều không có thật. Khi người ta đã dám chết vì chuyện gì thì chuyện đó có thật. Như vậy chúng ta có 3 yếu tố để xác định rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Đó là ngôi mộ chôn xác Chúa, không còn xác Chúa trong đó. Thứ hai là những lần Chúa hiện ra. Và thứ ba là sự thay đổi thái độ ở nơi các tông đồ. Vậy thì thưa anh chị em, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu ở đâu? Có 3 câu kinh thánh cho ta thấy Chúa Giêsu ở đâu. Thánh Matthew bảo rằng Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy hôm nay Chúa phục sinh vẫn ở với ta. Thánh Gioan nói kỹ hơn: ngày ấy, ngày Chúa phục sinh, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Chúa Cha, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Vậy ta ở đâu? Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Như vậy cái ngày Chúa phục sinh, ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Thánh Marco còn kể hay hơn: Chúa Giêsu hẹn các tông đồ ở một ngọn núi tại Galilê. Khi thấy Chúa, một số bái lạy Ngài, một số không tin. Chúa quở trách sự cứng tin của các ông. Sau đó Chúa nói: anh em hãy đi loan báo tin mừng, ai tin thì làm phép rửa cho họ. Và đây là dấu lạ kèm theo những người tin: nhân danh Thầy, họ có thể đặt tay trên bệnh nhân và bệnh nhân được lành. Họ có thể xua trừ ma quỷ. Họ có uống nhầm thuốc độc cũng không sao, và cầm phải rắn độc cũng không hề hấn gì. Nói thế rồi, Chúa Giêsu được cất nhắc lên, ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ ra đi, hăng say loan báo tin mừng có Chúa cùng hoạt động với các ông. Vậy thì thưa anh chị em, mấy Chúa? Chúa Giêsu được cất nhắc lên rồi, còn Chúa cùng hoạt động với các tông đồ này là Chúa nào? Thưa, cũng là Chúa Giêsu. Ngài được cất nhắc lên tức là Ngài được tôn vinh. Nhưng Ngài được tôn vinh là để hoạt động trong ta. Như vậy sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu vẫn ở với ta, Chúa Giêsu vẫn ở trong ta, Chúa Giêsu hoạt động trong ta. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay: Chúa Giêsu sống lại đem lại gì cho ta? Chúa Giêsu sống lại đem lại gì cho ta? Năm 1996, anh em dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi ở Pleiku làm lễ phát tang cho cha Giác Đuốc. Cha Giác Đuốc thuộc hội thừa sai Paris, là người Pháp, nhập giáo phận Kon Tum năm 1955 dưới thời của Đức Cha Pôn Xét, cũng là người Pháp. Đức Cha Pôn Xét sai cha Giác Đuốc đi học tiếng. Sau khi học tiếng trở về thì Ngài được Đức Cha sai đi loan báo tin mừng cho người Charai.
tại một cái làng tên là làng Bonmerson. Đấy là làng văn minh nhất của bộ tộc Charai tại Pleiku. Ngày tới nơi vào buổi chiều, người lớn đi làm hết, chỉ còn có mấy đứa con nít nó chơi thôi. Nó trông thấy một cái ông Tây cao lênh khênh từ xưa chưa bao giờ thấy, sợ quá nó lên nhà sàn hết. Rồi có đứa còn thập thò ngoài cửa ngó ông Tây. Đến khi dân làng kéo nhau về thì ngài đứng ở đầu làng, ngài chào mọi người làm quen, không ai nói với ngài một nửa tiếng. Trời càng lúc càng tối, dân thì đã về hết, chào không có làm quen được với ai. Tối nay ngủ đâu? Ngủ ở rừng thì toàn cọp không, ngủ đâu? Ngài đành phải đánh bạo lên gõ cửa từng nhà. Nhà nào thấy ngài cũng kéo cửa ra rồi sập cửa lại. Chỉ còn có 3 nhà cuối cùng thôi. Ngài hơi tuyệt vọng một chút, đang tính coi nếu hôm nay người ta không đón mình thì ngủ đâu. Nhưng mà rồi cuối cùng ngài cũng lên, không còn hy vọng gì. Ngài lên nhà thứ nhất trong 3 nhà còn lại, gõ cửa. Một bà cụ mở cửa ra, ngài chào. Bà này chào lại và mời ngài vào trong nhà. Thế là cha rắc đuốc từ hôm ấy trở thành thành viên của gia đình của người Chara. Rồi ngài ăn uống như họ, ngài ăn mặc như họ, đóng khố y như họ. Sau đó ngài mua được một mảnh đất 8 sào. Đất lúc đó rẻ như bèo, giá ngài mua 2 mẫu thì bây giờ thoải mái. Ngài mua có 8 sào, bây giờ xây cái nhà thờ hết, xây cái nhà thờ, làm cái nhà sứ hết. Thế thỉnh thoảng ngài cũng làm nhà sàn, rồi thỉnh thoảng ngài mang một cái mẹt, đóng khố mang cái mẹt đựng vài quả chanh củ hành, ngồi giữa các bà các chợ, các bà các cô ở ngoài chợ ấy. Có người bảo ông là ông Tây thiếu gì tiền, bán cái này được mấy đồng. Ngài cười không nói gì. Nhưng mà những người thân quen với ngài hiểu rằng ngài đi ra chợ không phải là để bán hàng kiếm tiền, mà ngài đi ra chợ để học tiếng, bởi vì tiếng ở ngoài chợ phong phú hơn ở trong làng. Có lần đức cha tới hỏi người ta, cha đâu? Họ bảo cha ngoài chợ. Thấy đức cha, ngài đứng lên, đức cha vỗ vai, đừng đóng khố, vẫn cứ đóng. Năm 1972, khi quyết định trở về Paris, không làm việc cho người Charai nữa, thì ngài đã từ giã, ngài từ giã con cái của ngài và ngài xin từng người một đi qua Paris ở với ngài. Không một người nào đi, ngài đành phải về một mình. Và khi về một mình thì ngài cũng không có làm cha sở, ngài chỉ có dạy học, viết sách, dạy học và dạy về bộ tộc Chara. Ngài dâng lễ cho một cộng đoàn của các chị Phan Sinh Thừa Sai, có 8 chị. Năm 96, 24 năm sau, từ khi ngài trở về Paris, 2 ngày liền bỏ bánh mì, không thấy ngài ra lấy. Thế là cái anh bỏ bánh mì đi gọi công an. Cảnh sát vào đập cửa thì thấy ngài đã chết. Nhưng mà khi thấy ngài đã chết thì người ta cũng phát hiện ra chuyện lạ. Trong phòng ngài không có gì là của người Pháp. Tất cả từ cái bàn, cái ghế đều bằng mây của người Chara. Mọi trang trí nội thất đều là của người Chara hết. Và bản thân ngài khi chết vẫn đóng khô chết. Khi anh em chúng tôi kể chuyện này thì tôi cũng khám phá ra cha rắc đuốc sau 17 năm làm việc với người Chara trở về quê hương là Paris, không mang được dân Charai về với ngài. Ngài đã mang toàn bộ văn hóa Charai về Paris. Cho đến độ hôm nay ở giữa Paris có một nền văn hóa mới, văn hóa của người Charai. Chúa Giêsu sau khi phục sinh từ cõi chết đã đưa toàn bộ nhân loại vào trong Thiên Chúa. Cho đến nỗi hôm nay con người trở nên một thành phần trong gia đình Thiên Chúa. Con người ở trong Thiên Chúa. Nếu như trước đây, trước khi Chúa Giêsu làm người chết và sống lại, nơi Thiên Chúa là Cha, Con, Thánh Thần, thuần túy Thiên Chúa, thì hôm nay nơi Thiên Chúa vẫn là Cha, Con, Thánh Thần, nhưng mà Con có thêm một con người tên là Giêsu.
Con người tên là Giê-xu đã được đưa vào trong Thiên Chúa, trở thành một thành phần trong Thiên Chúa. Mà Ngài là người thật như ta, cho nên ta có thể sung sướng reo lên: từ nay nơi Thiên Chúa có con người. Từ nay con người trở thành một thành phần trong Thiên Chúa. Đó là tin mừng. Chính vì cái tin mừng ấy mà chúng ta sống. Chính vì tin mừng ấy mà hôm nay chúng ta ngồi đây. Không thấy được đây là tin mừng Chúa Giê-xu phục sinh đưa ta vào tận trong Thiên Chúa, nền tảng của đời Kitô hữu của ta không có. Cũng chính vì tin mừng ấy mà thưa anh chị em, hôm nay cái thành công và thất bại của con người hoàn toàn tùy thuộc ta có đi vào nơi Chúa Giê-xu chuẩn bị sẵn cho ta không. Ai vào đó, người đó thành công. Ai không vào được, thất bại. Linh mục như tôi mà không vào được nơi Chúa Giê-xu chuẩn bị cho mình, zero. Còn những người nghèo khổ vào được nơi Chúa Giê-xu chuẩn bị cho, thành công. Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta vừa nói với nhau về ngày thứ, về cái mầu nhiệm Chúa phục sinh. Có ba yếu tố để chúng ta khẳng định rằng Chúa sống lại. Đó là ngôi mộ chôn xác Chúa, không còn xác Chúa trong đó. Thứ hai là những lần hiện ra. Thứ ba là sự thay đổi thái độ ở nơi các tông đồ. Sau khi phục sinh từ cõi chết, Chúa Giê-xu vẫn ở với ta. Chúa Giê-xu vẫn ở trong ta. Chúa Giê-xu vẫn hoạt động trong ta. Khi phục sinh từ cõi chết, Chúa Giê-xu đã đưa toàn nhân loại vào trong Thiên Chúa, cho đến độ hôm nay nơi Thiên Chúa có con người, và hôm nay nơi con người có Thiên Chúa. Đấy là tin mừng. Đấy là tin mừng. Ai có được tin mừng này, tức là có Chúa trong cuộc đời, người đó thành công. Ai không có Chúa trong cuộc đời, người đó thất bại. Câu hỏi để anh chị em suy nghĩ suốt ngày hôm nay, đêm nay và ngày mai: nếu Chúa Giê-xu phục sinh đưa ta vào tận trong Thiên Chúa, thì Ngài đưa ta vào trong Thiên Chúa bằng con đường nào? Chúa Giê-xu đưa ta vào trong Thiên Chúa bằng con đường nào? Hy vọng ngày mai khi tôi có mặt ở đây với anh chị em, sẽ có người trả lời cho tôi được câu hỏi ấy: Chúa Giê-xu đưa ta vào trong Thiên Chúa bằng con đường nào?